Ê! Tôi xin lỗi. Trời ơi, bị mù cái gì á? Tôi xin... Tưởng ai? Thì ra là cái thằng người cũ nghèo hèn đây hả? Anh xin lỗi em nha. Dạo này em sao rồi? Khỏe không? Khỏe chứ. Không những khỏe mà còn hạnh phúc nữa. Cũng may là ngày xưa tôi bỏ anh sớm, chứ không bây giờ không chết vì đói cũng chết vì nhột mất. Thấy em hạnh phúc như vậy mừng cho em. Nhưng mà chuyện cũ á, qua lâu rồi, em nhắc tới làm gì nữa? Tôi có thích nói đó. Anh làm được gì tôi? Bạn trai của tôi là phó giám đốc của công ty này nè. Anh có tin là tôi kêu bạn trai tôi đuổi việc của anh không? Nhi, anh đụng trúng em á, anh xin lỗi rồi. Hà cớ gì á, em kêu bạn trai em đuổi việc anh? Hiện tại bây giờ cuộc sống anh khó khăn lắm, anh mới xin đi làm bảo vệ. Có gì bỏ qua cho anh nha. Muốn bỏ qua hả? Cũng được thôi. Bây giờ anh quỳ xuống đây xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhi, quỳ xuống xin lỗi em hả? Sao? Muốn quỳ xuống hay là muốn bị đuổi việc? Em, công ty đang về làm việc đông người lắm, sao mà quỳ được? Còn trẻ treo với tôi hả? Quỳ! Anh xin lỗi em. Mai mốt anh đi đứng á, anh nhìn trước nhìn sau, không có dám đụng trúng em nữa đâu. Biết điều như vậy là tốt. Khắc Huy nha, đồ vô dụng. Thôi, nhân viên mới hả? Ừ. Nhân viên mới mà đã đắc tội với cái con nhỏ đó rồi. Trời ơi, sao mà xui dữ vậy? Thôi mà em là... À, em là nhân viên ở đây nè. Nghe em dặn, từ nay sắp tới mà thấy cái con nhỏ đó đứng đầu thì anh phải cách xa mấy mét nghe chưa? Con nhỏ đó hả, nó ỷ nó là người yêu của sếp, nó động đa, động đảnh, thấy bất ghét à. Cả công ty này ai cũng ghét nó. Nhưng mà tại vì nó là người yêu của sếp, ai dám nói gì nó đâu. Cẩn thận nghe chưa? Thôi đi làm việc đi, nó ra nó chửi nữa giờ. Cảm ơn em nha. Không có gì. Ủa, đây là anh đó hả? À, phải Út tôi á, Văn Đạt là tôi á. Công nhận, những lúc anh lên đồ cũng đẹp trai quá ha. Ủa, còn bút Facebook của em là gì? Đấy, em tên Lan, em mới kết bạn với anh á. À, để chút xíu anh chấp nhận. Lai hình nè. Lan. Dạ. Cô gửi hết file dự án đang làm cho tôi. Từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản. Dạ, đâu được đâu chị. Cái dự án này em làm mấy tháng trời, không ăn không ngủ. Bây giờ đưa cho chị thì... Ý của cô là gì? Ý của cô là tôi cướp công cô đúng không? À, dạ. Cái con nhỏ hèn hạ không biết điều này. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao phải cướp công của mày? Mày có tin là tao nói bạn trai tao đuổi việc mày không? À, thôi thôi thôi, để em gửi cho chị đi. Em gửi mail cho chị nha. Nhi, em không quá đáng như vậy nha chưa? Người ta có làm gì sai đâu mà em cướp công của người ta. Anh, thì bây giờ bận. Mày dám đụng vào người của tôi hả? Anh chỉ là một cái thằng bảo vệ hèn hạ, lo thân mình chưa xong, dám lên tiếng ở đây hả? Bỏ đi anh, bỏ đi. Nè, cô nên nhớ, bạn trai của cô không phải là chức vụ cao nhất trong công ty rồi đâu. Cô tin á, tôi đem cái việc này á báo lên cấp trên không? Anh dám? Bỏ đi anh, thôi mà. Em làm lại được, không có sao. Thôi được rồi, tôi sẽ không lấy dự án này của cô nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Cảm ơn anh nha. Nhờ có anh, em mới giữ được cái dự án. Tôi thấy chuyện bất bình á, giúp được gì giúp thôi. Nhưng mà nào giờ tính khí của Nhi vẫn như vậy hả? Đúng rồi đó anh. Lúc trước công ty của mình là đứng nhất trong ngành luôn. Nhưng mà từ lúc cô ta về đây quản lý, nhân viên giỏi bất mãn thì đi hết. Còn những nhân viên như em ở lại thì bị ăn hiếp, rồi hạch sách như vậy đó. Vì cơm áo gạo tiền nên mọi người cũng nhịn một tí. Anh, tí nữa làm xong mình đi ăn cái gì ngon ngon nha.
Ăn cái gì ngon hả? Không ấy bây giờ mình qua bên cái khu Trung Sơn ăn hải cảo đi. Không, tranh thủ làm đi. Dạ. Hôm nay hai người tiêu đời rồi. Chị lục soát bàn làm việc của cô ta cho em. Cái gì vậy? Chị lục cái gì vậy? Tại sao lục soát bàn người ta? Chị đây nè, thấy chưa? Rõ ràng luôn, rõ ràng nè. Bằng chứng lần lành đây nè. Hai người thông đồng với nhau ăn cắp tài liệu mật của công ty để bán ra ngoài. Hôm nay á, tôi cho hai người đi tuần mật gồng chưa? Anh em không có. Nè, cô có chứng cứ gì không? Ai ăn cắp tài liệu mật công ty hồi nào? Còn chối nữa hả? Chị, lục soát người của anh ta cho em. Làm gì là của tôi? Buông ra. Bên nè, nè, rõ ràng nha. Rành 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 đó, thấy không? Đây, chứng cứ đã đầy đủ ra hết đây nè. Anh lợi dụng mình là bảo vệ ăn cắp chìa khóa để đưa cho cô ta, để ăn cắp tài liệu mật công ty bán ra ngoài. Còn gì để chối được không? Hai người á, chờ lên công an giải quyết đi. Hai đứa tôi không có làm cái gì sai trái hết á. Tôi không lên công an. Đúng rồi, tụi tôi bị oan. Chắc có hiểu lầm gì đó chứ tụi tôi không biết gì hết. Hiểu lầm gì nữa? Vật chứng, tan chứng, vật chứng rành rành đó, hiểu lầm gì nữa? Gọi ma đi, báo ma đi. Oan ức cái gì? Hai người còn không chịu nghe lời hả? Là thêm cái tội chống đối á. Ở tù mọt gồng khỏi ra luôn. Ngày trước á, tuy em hống hách chút xíu, nhưng mà anh thấy em sống cũng được lắm. Tại sao con người của em á càng ngày càng tệ vậy hả? Anh chỉ là cái thứ cặn bã của xã hội thôi. Có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Tôi nói cho anh biết á, hôm nay á, anh không thoát khỏi đâu. Đây là cái kết cục mà do hai người dám đối đầu với tôi đó. Xem đoạn clip này đi. Alo, em cho tài liệu mật và bàn làm việc của con Lan rồi. Lần này anh phải làm lớn lên cho em. Em muốn hai đứa nó thân bại danh liệt. Sao anh có clip đó? Ở đâu tôi có không quan trọng. Quan trọng là cô đã làm chuyện xấu. Cô tin không? Bây giờ tôi giao đoạn clip ra, đưa cho bạn trai cô coi, cho cả công ty này biết. Thì lúc đó mặt mũi, chức vị của cô để ở đâu? Tôi không cần biết. Anh mau đưa cho tôi cái đoạn video gốc đó đi. Anh có tin á là tôi nói bạn trai tôi đuổi việc anh không? Còn hóng hách nữa hả? Cậu Long hả? Tôi nè, lập tức sa thải cậu Tuấn cho tôi. Cậu Tuấn phó giám đốc. Đúng rồi, vì cái tội á, cậu ấy ăn cắp tài liệu mật của công ty mình, bán cho công ty khác. Anh đang diễn hề cho ai coi vậy? Anh nghĩ anh là cái thế gì mà đòi đuổi bạn trai tôi hả? Nghe điện thoại đi. Đúng lúc lắm, hai người đợi đó. Alo, anh yêu hả? Trời, con đang làm cái trò dở dẫn vậy hả? Em có làm gì đâu. Sao mày dám chọc giận ông Đạt hả? Ổng là tân chủ tịch đó đồ ngu. Bây giờ ổng sa thải tao rồi đó. Em đâu có đụng tới chủ tịch đâu. Em chỉ xử lý cái thằng bảo vệ quyền là bộ cũ của em thôi mà. Anh là chủ tịch hả? Anh ơi, em xin lỗi anh. Em sai rồi. Nhưng mà cái này không phải là em làm đâu anh. Tại anh người yêu của em. Buông ra đi. Tới giờ phút này á, cô còn đổ lỗi cho ai được nữa? Tôi nói cho cô biết, tôi giả danh á làm bảo vệ, chẳng qua là muốn vô đây á vạch lá tìm sâu thôi. Không ngờ vô tình á phát hiện được hai con sâu to tướng. Cô với thằng Tuấn gan lắm, dám ăn cắp tài liệu mật công ty tôi đem bán cho công ty khác hả? Bây giờ tôi nói cô biết, tôi chính thức sa thải cả cô luôn. Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Anh đừng có đuổi việc em. Em biết là anh còn thương em mà, đúng không? Anh không những đuổi việc cô, mà cô với thằng Tuấn á chuẩn bị hầu tò đi. Buông ra. Ngày xưa tôi thương cô cỡ nào cô biết mà. Nhưng chính cô là người á luôn muốn trèo cao đào mỏ. Cũng may mắn cho tôi á là tôi với cô chia tay sớm, chứ không bây giờ người khổ là tôi nè. Đứng đó làm gì nữa? Cô với chị Phúc á, biến nó khỏi công ty tôi đi. Đi. Anh là chủ tịch, tại sao anh lại giấu em?
Anh xin lỗi. Thật sự là anh không muốn giấu em đâu. Nhưng mà nếu anh nói thân phận của anh chủ tịch sớm cho em biết á, thì liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không? Chẳng giữ lời hứa nha. Đi làm xong á, ăn há cảo với anh. Không biết.